Trong những ngày vừa qua, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là lực lượng đang làm nhiệm vụ ở các tuyến biên giới, các khu cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 đã chiếm trọn tình cảm của nhân dân cả nước. Càng trong gian khó, thì tinh thần vì nhân dân quên mình trong mỗi người lính lại càng tỏa sáng. Đó chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tạo niềm tin cho người dân để cùng đoàn kết, chung tay vượt qua dịch bệnh. Hơn 3 tuần nay, gần 100 cán bộ, học viên trường quân sự quân khu 7 được giao nhiệm vụ đảm bảo hậu cần tại khu cách ly tập trung. Với gần 900 công dân trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch, tất cả cán bộ chiến sĩ đều phải ứng trực tại chỗ, không được phép ra ngoài trong thời gian cách ly. Ngoài nhiệm vụ chuẩn bị từng bữa ăn đưa đến tận phòng, các anh còn vận chuyển nhu yếu phẩm, kiểm tra sức khỏe của mỗi công dân. Tất cả anh em là nằm trong khu vực này, toàn bộ ở đây hết, xếp việc công việc gia đình là hết. Mà vợ con ở nhà cũng có những đồng chí là vợ con ở nhà điện hỏi anh ơi tại sao không về, trong thời gian lâu quá không về, thì mình cũng lo gì nhiệm vụ dịch, khi hết dịch rồi anh em sẽ trở về. Nó thì là một cái khó khăn, nhưng mà tất cả cán bộ chiến sĩ vì nhân dân mà phục vụ. Trong số những công dân đang thực hiện cách ly tại trường quân sự quân khu 7, có những em bé chỉ mới 2 tháng tuổi, như trường hợp của gia đình anh Hoàng Văn Linh, công dân trở về từ Hàn Quốc. Việc chăm sóc trẻ nhỏ tại khu cách ly luôn được cán bộ chiến sĩ ở đây quan tâm chu đáo. Nhiều đêm không ngủ, các anh đến từng phòng đo thân nhiệt, hỏi thăm sức khỏe, kiểm tra thường xuyên xem có dấu hiệu gì bất thường để kịp thời xử lý. Tại đây thì vợ chồng chúng tôi và cháu thì được cán bộ đón tiếp rất là nhiệt tình, chăm sóc chu đáo. Phòng ngờ thì sạch sẽ, mọi sinh hoạt thì chu cấp nước uống, thức ăn được đầy đủ. Về đây vì vợ chồng tôi thì có cháu nhỏ, thì có em bé mới được 2 tháng thì được được cán bộ quan tâm rất là nhiều, thường xuyên qua lại thăm hỏi. Nhiều người nước ngoài khi thực hiện cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội cũng dành nhiều tình cảm yêu mến cho các cán bộ chiến sĩ đang phục vụ tại đây. Sự tri ân đối với những lực lượng đang trên tuyến đầu chống dịch sẽ là động lực để họ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Quân đội Việt Nam và các lực lượng liên quan đã làm rất tốt công việc của mình. Họ rất là thân thiện, nhiệt tình. Họ luôn đảm bảo mọi việc theo đúng quy trình, sẵn sàng tham gia công việc dọn vệ sinh mà không một lời phàn nàn. Mọi hoạt động diễn ra rất chuyên nghiệp. Tôi ước rằng những hoạt động phòng chống dịch bệnh như thế này đã được tổ chức ở Anh Quốc, nơi tôi sinh sống. Số lượng người trở về từ các vùng dịch càng lớn thì cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc mà những người lính trên tuyến đầu chống dịch sẽ càng vất vả. Nhưng với họ, khi được nhận nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, họ đều có suy nghĩ rằng chỉ cần mình góp một chút sức lực vì nhân dân, vì bà con, thì có khó khăn, vất vả đến đâu, họ cũng sẽ hoàn thành với quyết tâm đồng hành cùng đất nước chiến thắng đại dịch.